bằng hình thức trực tuyến, hội thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố học sinh trung học đã chính thức khai mạc. Cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm nhằm giúp các em học sinh phát triển năng lực, đặc biệt là năng lực giải quyết tình huống nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, góp phần đưa giáo dục STEAM, mô hình giảng dạy tích hợp kiến thức, kỹ năng về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào các trường, tạo nền tảng cho các hoạt động khởi nghiệp trong tương lai. Hội thi lần này có 177 sản phẩm dự án tham dự thuộc các lĩnh vực vật lý cơ khí, quá sinh, khoa học xã hội hành vi, sinh học môi trường, tinh học khoa học máy tính. Học sinh tham dự phải hoàn tất các phần thi thuyết trình về poster, sản phẩm dự án của mình, trả lời phỏng vấn của ban giám khảo. Hội thi diễn ra từ ngày 20 tới ngày 25 tháng 1 năm 2022.